Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam một vị mục nữ nhân hiền là Cha Phanxicô Trương Bưu Diền, là một Kitô hữu Cha đã sống, xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa, với lòng tin son sắt, lòng cậy bên đỗ và lòng kính mến rát rào đối với Chúa, cùng với giáo hội và với con người. Là một linh mục, Cha là hiền thân của Đấng Kitô, vì mục tử tối cao đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ, Cha luôn thao thức loan báo tin mừng, Cha cũng là hoa anh của lòng Chúa xót thương và hay thương xót những người nghèo khổ yếu đau tội lỗi, đặc biệt Cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thương luôn chuyển cầu muôn ơn Chúa cho họ, khiến ai đây đều quy mến chạy đến xin Cha, xin Cha giúp đỡ, nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con những điều chúng con đang khấn cầu, với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh ở trên thiên quốc. Tiến Dũng Phạm. Con cảm tạ Cha đã nhận lời cầu khấn. Con trai con đã bị ung thư và đã hoàn toàn bình phục. Và nhiều lần khác con cũng đã xin và được như ý. Gia đình con đồng cảm tạ Cha. Điêu Lần Nguyễn. Lạy Cha, con cảm ơn vì đã giúp con và bà con được đỡ hơn trước. Xin Cha tiếp tục chúc lành cho con ở trường học và giúp cho bao tử và hai đầu gối con được tốt hơn. Xin cảm tạ Cha. Kim Nguyễn. Con xin cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con dâu con có thai đã được gần 5 tháng. Xin Cha tiếp tục cầu cùng Chúa cho con dâu con sinh ba được mẹ tròn con vuông, sức khỏe dồi dào. Hương Nguyễn. Cảm ơn Cha đã giúp cho cái lưng của con đỡ đau và hai bàn chân của con nó cũng đỡ đau nhiều. Chú em của con bị bệnh nay cũng đã được tai qua nạn khỏi. Mắt của con cũng đỡ đau nhiều. Con cảm ơn Cha Trương Bụi Diệp rất nhiều. Trương Nguyễn. Con xin cảm tạ Cha đã cầu nguyện cho con được khỏi bệnh bướu phổi. Yến Nguyễn. Con cảm tạ Cha đã ban cho con sanh em bé được bình an và mạnh khỏe. Amen. Đào và Chuyên. Con xin cảm tạ Cha, con của con mổ được bình an. Chu Anh.
Hôm nay con xin cúi đầu với tấm lòng chân thành của con. Con đến để được cảm ơn cha tại nơi này. Và con cũng đã được cha tạo điều kiện cho chồng con mua vé cho con về Việt Nam đến thăm cha. Con đã được cha ban phước nhiều. Con cảm ơn cha. Cảm ơn cha với lòng kính mến vô bờ. Cảm ơn cha trong tình yêu dấu cha ban. Đời con đây xin được phó thác nơi Ngài. Con sợ chi trên đường